bỏ mơ nơi sát bà bỏ ra nâng lưu uôn sắp bay mong bà rộp rôi rộp con mát rộp rôi còn lại bàn chạp đi chấm nói bà chơi đôi xoay sân nâng nông khôn còn buông phục sắp bà sát bà cuốn khai xìm riêp miền chấm nuôn bà phạm rôi xa xa mà nâng bà lốc bà phạm pi rôi hà sập lục miền bà vay sạch uôn bà phạm rôi một bà rôi bà rôi bà rôi mê khô mà còn buông phục nâng ni và bà thiên xa cung nơi xa còn buông phục lúc nâng ni đi tạo đài khi bà rôi 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 bà khai xìm riêp miền bò rôi bà rôi bà rôi miền chấm nuôn bà bà rôi bà xa xa mà nâng mùi bòn bà rôi lục miền bà vay mà chạp bì bây rôi hà xa mát tơ mùi bòn bà rôi mát hai nâng khăn ông ca cục rôn hai có thật nâng khăn ông ca cục rôn bà hà lục hào la đại chỉ nì xong cát chua lập hoa của phùng khlèng chạp bì chui xo rồi hô đó là bì chơi bà thật nâng khăn ông ca sơ bì chơi khai xin riêng bà mê chùm nôn mà bì con bà bì được sai sơ nâng mà bì đôi đọc lục đại mê chạp bà chạp bà rám rối tư mùi con bà rám rối mệt trong ca cục rôn bà hà lục hâm chì vôn nê sơn cát bà chùa lập hoa là luôn sầm nò bà nẹ đại chô chương bà nơi bì kà khăn ông bà lòng mơ nê xa bà cho bò rau miên lô gờ lô gờ hâm chì vôn bà lô gờ nâng ni lô gờ phước đại chỉ nê sơn cát bà chùa lập hoa kà bụng bà nê sơn cát bà nê sơn cát bà nê sơn cát bà nê sơn cát bà nê sơn chưa là Paul đại miền trung khẳng lời và nè dục phò đại miền bao giờ bạn thôi ca dập phía bạn chỉ mui nâng bờ chi nè sát bạn là tin đâu bộ con bài đang tha bạn một tay chưa là Paul khẳng lời bạn tập tua lôi pì cầm lầm mơ để không mực sai miền bắc thì mới chỉ muốn lôi không cảm ơn và ri ai và sai tôi mà chỉ muốn là sang sầm bờ riel và đại tân là nâng bờ lầm mơ nè sát khẳng lời và lâu ở prince dân bạn nê khăn đào tập ba chưa là Paul khai sim riep ai bà tụt tôi lôi bà bị con trai hai bà bàn đà bàn đau ai bà bỏ lỡ mơ nếu không đang là nà chạy rồi bọc luôn cơn mũi rồi mộc để đo thả bị ba bà được chứ này bà xông ai đoan bà khi muốn xong bà chia cả nạ áp bị ba khai xin riêng bà mẹ ta mê bị thiên ca chẳng là ca chẳng là ca chẳng là bị an là ta rồi bỏ xâm lạch bà nhựa rồi bây hòn xài bà chia phô rốt sau chí cái này bà xôi đi công bà xông ความเปลี่ยนเตสรอมันไตรนึงจีประเทศบาองกับเพียบประชังอำเภอพกลุยนึงไอ้ดอมบาอุปะนิยุรอนิยุรอมันไตรบาญมชัยลีไอ้ดอมบาปกรบบนบารอมันไตรกระทรวงรัฐบาลประมาณนึงในซาดบาโซเมตาบาช่วยเมอบาปิปัญหาในพองนี่คือจีปอนเมียนมวยแต่ในคางคายสิมเรียบบาแปะปอนแต่นึงบาบอลละเมินในซาด và nó không đầm bọn và càng cặp đòi lục tha lục hào la và thằng buôn là từ lơ tha mặt cách thằng buôn rút với khi ông bạn làm chuyện riêng cứ miền lục hào lục chỉ quan và lục nâng ni và lục đã có đầm bọn mà chúng ta còn đầm bọn nâng bọn cầm lục bàn hạ bằng tay mũi mà lục chi ra người ta chạp và bởi chúng ta tới cứ tầm hôm này cả đốc xí này cả bởi lúc cứ bị miên là ở tầm hôm thông và bởi chúng ta tới khi mà sau mà mình chấm riêng nâng sau mà lời chốt hay ở chấm nói ở cả lại là tha bị xe và bị xe và cứ xâm ra bạc bọt mơ và cho bò ra và mình chấm riêng tập đây và cùng gặp bụng khlen và cùng gặp bụng khlen sau đó sau những công khai xin riêng nâng và xâm ra bạc bọt mơ và cho bò ra miền mà phần rồi sai cứ xem là mùi pon pram rồi lục và miền bảo vệ cha bị bay rồi hà sập mát tới mà pon pram rồi mát hãy thật mình nông ca cướp cướp rồi bỏ lục ở hào la đại chỉ nên sống cát cho là pon của vùng khlen hãy cha bị chấm nói bà trôi so rồi hôm đó là phi chay thật được nông ở phu mọt lá không một luôn sống nó sau chỉ cái khai sinh riết miền chấm luôn bà mùi pon pi rồi sai mà đang pi rồi đọc lục đại biệt bảo vệ mà chạp bị pram rồi tới mà pon pram rồi mát đại thật là nông ca cục rong là bao lâu cả hầm chỉ vòn nề sầm cát mà chùa pho luôn sầm no hay nè đại chùa chương nơi bị cái bò rào đi cứ bên đôi khi ông ba mà chạm một bên hào lá luôn hầm
chị Vân bà lục nâng ni bà lục phượt tại lục thẻ bồ nè ni bà cư chị ni sống cát cầm đôi chìa ra sống mặt kích là khá cà phê áp với đẹp bỏ lầm ơn sát bà tại mình bà. Bàn cà phê tê bài chìa vần đại vần đào cho chú muối nâng bàn phơ nè sát hông rồi đầu cà bật lâu nè sát nè vòng đài bà cô bị chạy vòng đài tha rồi đầu bật lâu nè sát nè cư chìa rồi đầu môi đài sống khăn phót bà cư không đặc hạt cứ mình ao mình tham mình ao để hát để sạc để cái nạc rùa xa mình về là đôi chị ca đã và đã chia sẻ này nhớ cái việc đặt tới hoặc tầng ôn tầng ấy tầng o và một mặt ba này có và ở một mặt hai một này có khang này vô bảo viên rồi bỏ ở mình chơi tivi của bạn là phải đặt vô rupee hay có tẹt tôn cho môi năng là một mặt là năng cứ có miền là ca chuyển châm đôi chị côn trái sẽ đào đôi chị ấy chẳng lúc thế nào có ba ca bằng ca bằng đai chúng mua năng ca chín trăm côn đấy chứ nào ở thành lục tại lớn đấy cứ dương bọt là mơ mùi tiết và cứ là kháng sim riêng đai đai là miền ca nề sạt có chấp bạc giang tràn gần lại hay bây giờ cái tới đôi tham miền là đọc bằng pơ rồi sai hay bằng màn lục nó luôn thì ra bà nên bây giờ vậy ta tam là bon mà ta và cứ là bon là nó cùng 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 leng và vì miền là ta ở chấm đôi phần rồi sai và smart và con là phạm rồi lục và bảo vay và bây giờ về nghề số tập pru đó nè và cứ bảo vay và bị bây bây rồi hà sa mai và từ một con phạm rồi mai và chẳng cứ tham biên ở tầm hùng thôm và hay gặp và tới đôi lục cho ra có ba một trẻ chẳng tha rồi đôi ca chia rồi đôi ca bật lâu để sát hay có kê mình mai tháp bật mình ao dương để sát sọ đai và cứ biên là tha bạc và trầm trơ cả nền sàn đâu mà sân nền thao đâu ba lô nền sàn đâu cứ provide sạch uống nó cứ ai trong hàng sắm mai và hay sắm ra bờ tha đâu bật bật lô nền sàn đâu cứ cái anh nhát ở nền sàn đây tại còn thang cái viên đọc tới một thầy mai tê nhưng chẳng cái mai thang cái bật mình ở nền sàn đầu tê và thang cái ao tụt vừa với cái ta mà chấp bắp để bằng cầm nót và lúc ra bà hay dừng khơi cho mùi nên mình vậy để mình pro ở đây nếu cứ để xa tay sau mặt cái môi trường luôn cứ qua được ban tập tour nơi lôi cả vì chuyên đại qua Rossi này sát coach bạc đấy luôn ra mà hay chuyên môi nâng ca vận chạy lực là anh vì chia vượt đại qua ban luôn là ban đấu và tha và không sạch uôn không mực sái chả vì sam sập mơn đó học sập mơn riêng và trung tế thông tới và phải vay về những tới cứ và học sập chân tới và hay là lại là lấy lại là tôi mơ tới tha xong rôm chỉ cả pan và mang tôi chỉ côn mê lấy được bọc và khơi mà trầm sam sập mơn thì chân tới và hay là ra và đôi giờ đặt cái nạn tha bằng bờ rồi lúc về nhầm bờ hồi sai chân chân à trả nó luôn thì ra và hay nếu như anh tua lấy bất phong cho nơi ở vây đây là tha cái lái tha này lại vô bờ miền dương toàn ăn phát đất rụp hiệp ở hết luôn thưa ra dương miền cái lái gì tra ơn đây là muốn quạt thua giờ na nó cứ quạt chọn ban đây chấm nôl quạt thua giờ na hồi ta lôi đã gặp bao qua quan đâu và hồi đời sao mà từ cây mua chấm nuôn này tha quạt ở miền ca giờ hạ ca tiền nó chắc gần cái tháng về để quạt đã uôn đã ấy đang tới về để sao mà cái chỗ đó có anh miền ở bàn nhà thông ở đây một đoàn đại bằng lôi được có ca cho cha con ông ở lâu nam mỗi nốt cứ thưa ơi quạt rồi luôn này chân sao mà cái chỗ ở đây quạt bàn lôi quạt lên chào xu ấy đây lên cái na lâu ba lâu ấy đây chân có miền ở ca tụ xong bị đoàn phong bị chia bờ đoàn phong này bà đang đó là tham ca xong anh ra cùng vì bà sắm đặt để dụ đoàn trai và hơi có miền khang đam và bây giờ gì tới đây cứ tha bàn hà thành đi ba cứ bây giờ cứ đợi đò tới và chỉ bong phôm chỉ phôi còn miền sàn chân có tha và phần mông đi đò tháp thứ ba và tay tay bậc ca và vì thân lơ mau hỏi một trai cầu một ván và của rúp và bọn tha từ tam tuần tì bọc luôn và hạt sa cà phê và thông tin thông chiết nơi ta nơi tây phương đi cả ta chỉ là nơi bận lâu để sát và đã chỉ tại và một tây mùi chấm luôn nên là không còn đập bòn không khai sim riêng đăng và còn bàn là tuồn lôi và bị chấm mùi về chân tới và bàn đào loại bà bòn là mơ nên không còn đây là chạy bọc luôn năng việc đạp cơn và từ nâng bọt mình chia và sôn sôn môi rồi bỏ hộp đồng mộc đi đó thà bị ba
បាទអញ្ចឹងក៏សូមថាឲ្យថាគណៈអភិបាលខេត្តបាទស៊ីមរៀបមានចំណាត់ការបែបណាបាទចំពោះមន្ត្រីបាទអាសកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាទហើយជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់បាទជីក្រែកបាទនៅក្នុងស្រុកសុយនិគមបាទក៏គាត់របស់សូមសនុំពរដល់អាយដមបាទអង្គឈន្ទៀង ដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងជាប្រធានបាទអភិបាលប្រចាំអង្គភាពបកលួយបាទអាយដមបាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំឆៃលីបាទគាត់ដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការជារដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហ្នឹងបាទសូមមេត្តាបាទការសើមកេតបាទចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទការបើទៅថាមិនបាច់ថាសើមកេតអីច្រើនវិញឆ្ងាយទេ បាទអញ្ចឹងសូមកថាបងប្អូនការសរុបពោរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិបាទធ្វើយ៉ាងណាបាទឲ្យថាជួយទប់ស្កាត់បាទនៅបញ្ហានេះឲ្យខានតែបានបាទបើសិនថានៅមិនដែលមិនដល់ទៀតគឺវាធ្វើឲ្យបាទពូជត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទចេះតែហិនហោចទៅហិនហោចទៅហើយបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទលោកធារាបាទឥឡូវនេះក៏យើងឃើញហើយជាមួយនឹងថា ផលត្រីនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជានេះក៏យើងសត់សោយដែរហើយក៏ឥឡូវនេះក៏មានការផ្គត់ផ្គង់ត្រីហ្នឹងក៏ពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរដោយសារតែបាទយើងពីមុនគឺជាប្រទេសមួយដែលថាយើងសម្បូរសប្បាយណាស់ជាមួយនឹងត្រីជាមួយនឹងសត្វបាទគ្រប់ទាំងអស់តែឥឡូវនេះគឺយើងខ្វះខាតជាច្រើនដោយសារតែបងប្អូនប្រជានេសាទមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាឈ្មួញខលខូចមួយចំនួនហ្នឹង គឺគាត់មិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់នៅពេលរមុកទេសូម្បីតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលពូជត្រីនេះក៏ត្រូវបានបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការហូបចុកនេះក៏មិនគ្រប់ដែរដោយសារតែការនេសាទបាទគិតតែនេសាទហើយមិនគិតថារដូវត្រីពងហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាទេនេះដូចសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាគាត់ទិញត្រីហើយគាត់ថាគាត់រើសថាត្រីណាមានពងឯងបាទបាទ អញ្ចឹងដល់ពេលរើសថាត្រីណាមានពងឈ្មួញគាត់គិតដែរគាត់គិតថារដូវត្រីពងហ្នឹងបើយើងចាប់បានត្រីពងកាន់តែច្រើនលក់កាន់តែដាច់បាទហើយបានតម្លៃថ្លៃទៀតបាទលក់កាន់តែដាច់បានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឈ្មួញគាត់ចេះថាខំមករដូវកាលហ្នឹងគឺរដូវកាលហ្នឹងលក់ត្រីដាច់ជាងរដូវកាលបើកបាទបាទនេសាទទៀតបាទនេះគឺជាផលមួយដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការបាត់ពូជត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង បាទបាទហើយអញ្ចឹងមានលក្ខណៈដំណពោដល់ថ្នាក់នោមនៅក្នុងខេត្តស៊ីមរៀបនេះទេបាទបាទព្រោះថាដែលថាសមាជិកមួយចំនួនដែលគាត់មានផែនដើម្បីទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការការពារបាទបនមើលសាននេះគឺគាត់បានបិទនៃបិទចំហហើយបាទបាទគាត់មើលឡើងឃើញបាទពីបញ្ហាថាឈ្មួញគាត់រកស៊ីបាទបនមើលសាននេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺសូមសំណពោដល់លក្ខណៈអភិបាលខេត្តបាទស៊ីមរៀបសូមមេត្តាបាទជួយពិនិត្យ បាទចំពោះបញ្ហានេះផងដែរបាទព្រោះថាបើសិនយើងនៅតែបន្តទៅទៀតបាទគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យបាទពូជត្រីរបស់យើងនៅវាថាកាន់តែបាទហិនហោចទៅហិនហោចទៅហើយបាទលោកច្រាសបាទហើយមួយទៀតនោះក៏គួរតែមានចំណាត់ការយ៉ាងណាបាទចំពោះមន្ត្រីបាទជលផលដែលមានទំនាក់ទំនងបាទជាមួយនឹងថាការសហការហើយជាមួយនឹងឈ្មួញ បាទដៃឲ្យឈ្មួញដើម្បីប្រកបរបរបាទបរមនេសាទនេះខុសច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងគួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីគាត់មានការរៀងចាស់ហើយយើងក៏ទៅវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយបាទទៅហើយបាទដូចច្រើនគឺទទួលលួយទទួលសំណងបាទពីជនបង្កក៏ដូចជាថាជនទុច្ចរិតឈ្មួញខលខូចអញ្ចឹងបាទខលខូចហើយអញ្ចឹងវាធ្វើថាទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិមកលើសមត្ថកិច្ចនឹងគឺឡើងមានអស់ហើយបាទបាទព្រោះថា ធម្មតាទេយើងជាសមាជិកយើងជាថាមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ក្នុងមូលដ្ឋានបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ចាត់តុកបាទមន្ត្រីបាទដូចជាថាសមាជិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងជាថាអាណាព្យាបាលរបស់គាត់បាទព្យាបាលយ៉ាងម៉េចគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីណាឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាបលមនេសាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅធ្វើអីគេបានទេអញ្ចឹងគាត់តបព័ត៌មានទៅខាងសមាជិកដើម្បីឲ្យសមាជិកជួយអន្តរាគម ជុំគាត់បាទដូចគាត់ថាមានបញ្ហាអីបើទំនាស់ដេកធ្លីឬមួយក៏បញ្ហាផ្សេងៗគឺគាត់ថាមិនអាចដោះស្រាយនេះគាត់បានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីរកអរបៃដោះស្រាយបាទអាជ្ញាកណ្ដាលគឺដំបូងគឺមេឃុំមេភូមិបាទនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទសមាជិកហ្នឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយជួយពួកគាត់បាទតែនៅពេលដែលសមាជិកបាទមិនបានថាគោរពតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនបាទតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកអភិរក្សបាទអ្នកអភិរក្សប
tại bài chỉ tham mình tới bằng grab cứ châu đại châu trương chỉ mui mui chỉ vậy chăng cứ việc thôi rồi tha tụm nộp chân nó lên miền này và đôi tra ba ba từng nhom từng kế đôi tra ba về là miền rừng ấy vò tới quá nhom từ đầu tới smart tới cây từ đầu nhà thoa đã bẹp pon này còn miền nam như thế tại bờ sân chỉ ca bưng bẹ bờ sân chỉ ca chuẩn bị chun bò ở miền đã đo qua bị bọt là mờ xem như nia nốt còn mình hà bờ nó cứ dương mình đang từ đầu hàng na thế và giờ dương luôn nói cào mà ca cột cồn rồi bọt qua đây là qua ở miền tha đại sự mặt cái cho qua nó cứ qua đang ai đọc sai nơ bản hà xem tại bài chỉ miền ở cạn này là dương miền bản hà từ chụp quát bài chỉ qua mình ăn ra cùng mình ấy nó cứ thưa tầm nốt chất nâng ở vây đây kể cả có cái đài lơ rụt quán nó cứ lên miền hơi và chẳng đi cứ chia phò miền và thật tồn rằng bạc bọn mình xa và nó kháng khai ở xìm riêp và chẳng cứ khi mát và thật phí nè có một miền ở vây chẳng này còn là thà và chia xa môi là bọn bọn chia bọn có xông xin đồng bố bạn đó là thà và một cái đó thà phí ba mà cái đầu chia xin đồng bố bạn đó là ai đó mà ông chân tiên và đại chia bà thiên và ông phía trang phố lối năng và xong ở chặt thiên cá đi bà bà chào bà ha bà mà nơi tay bàn to cứ ca hẳn hỏi cái can này ở miền đồng hùng thông tới hay bà chân là xong một con này khi mà có xong bà chọc rừng đi tâm vấn này bà xa bà bà liên bà dương bà mê cầm nót bà chân là dương trong tập pin nạ bà có xong một can tay phải tốt bà chân bùa ca át thị bài tới bà miền bà bình bà lật lua và khát bà trong trường mệnh nhà nốt bà có xong bọc mai bọc ôm mà chị say ở phòng này bà hay nên bên đây khi mà được xong mà chun po từ đó bụng mai bóng ôn có đôi chia tu rút này cái chun bà thằng on là không tê cái đôi chia này cái tê bà sắp đặt ngày này đây xong mà chun po ai bà miền cái đây sốc cái đây bay hay ca và co và bò rồi tu tiên nó xong mà bà miền là hiệp chốc chay và group pe về lia phòng này bà hay đại sa tại pe về lia như miền cầm nát hay khi mà có đôi chia cầm ca nghe đang và bom nom nơi bom miền địa tràn để tẹt tôn cho mui nâng hạt ca để ca lai nơi tu tiang perichin để chạy cam chia và hay bom cho mui nâng bom lửa nia nia để dương nâng phơi ca sọc sai chun từ đó bụng mai bom ôn làm bây bàn triệp cho bom miền tha tá và nơi bờ tây cam chia dương miền rừng hạt a để ca lai ở vây đây mình pro ở đây rưỡi coi giang nano và hơi cơ dương miền ở cam thi qua miền chiết on ra chiết nâng cái lá nó cứ nơi rusil và chân và sân chỉ bom ôn bàn tụt tụt cái chôn mà trong chiều tham qua miền chiết ngày nay miền ở vây để tụi bạn chỉ mồi nâng rừng hạt ấy nó và xong tam đan rồi na cứ chạp bị màu muối đập ram một tí và hồ đập màu bạc pi nâng sang sang một tí và hay sầm ra vào group trong ba tiếng pi nhé còn nâng mình to bò đầm miên ở bên dục tiết và cứ màu bạc buôn rồi đập màu đập muối dục và chắc ba là đòi ở bên liên dương đó thì cũng nát và trong ba là tiếng pi nhé có đôi chỉ cầm gang nghe và xong mà còn cai group liên